Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Hyundai i10 nhập Ấn, sản xuất 2014. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 242 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc i10 mang biển số 30A15263. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho anh em được xem. Vâng, sơn xi của chiếc xe thì màu bạc, rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Đấy, sơn xi màu bạc, bốn bánh đa răng đúc, dàn bốn lốp của nó khá ok anh em nhé. Đấy, đây là chiếc Hyundai i10 nhập Ấn, sản xuất 2014, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đây, dàn bốn lốp của nó khá ok anh em này. Đấy, đây là phần bô lốp của xe này, không hề mục mọt anh em nhé. Đấy, anh em xem và cảm nhận, anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị. Địa chỉ của em ở km 11 Cống Trắng, Quan Toan, Hải Phòng. Đấy, sơn xi khá là ok. Hai cụm đèn phanh thì rất sáng bóng đều nhau, hai cụm đèn gầm. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Đấy, gầm bệ thì chắc lịch anh em nhé, khá là ok, không hề mục mọt này. Đấy, gầm xe này, anh em xem và cảm nhận, anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về thì quá là ok, chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đấy, màu bạc xịn nguyên bản của xe anh em nhé. Đấy, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, cốp đằng sau xe anh em nhé. Đấy, đây là phần lắp cốp đít đây. Đấy, lắp cốp xe này. Đấy, mình cam kết với anh em chiếc xe không đâm va, không ngầm nước anh em nhé. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Đấy, đèn này nguyên bản theo xe anh em nhé. Đây, đèn nguyên bản theo xe. Đấy. Và sau đây đây là phần lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua này. Đấy, sàn xe này, sàn xe này không hề mù mòn anh em nhé. Đấy, rất sáng bóng sạch sẽ. Đấy, lốp sơ cua, kích lốp đầy đủ. Đấy, trần 3D. Đấy, trần 3D khá là đẹp luôn. Đấy, trần 3D. Đấy, đây là chiếc Hyundai i10 nhập Ấn phiên bản số sàn máy 1.0. Đấy, chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở km 11 Cống Trắng, Quan Toan, Hải Phòng. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 242 triệu đồng. Vâng, 242 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập Ấn phiên bản số sàn máy 1.0. Đấy, đây là phần đinh bấm giằng giật của xe. Đấy, nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy, mình cam kết anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Đây là phần hốc và lề. Nội thất thì khá là ok. Ghế da được trang bị màu đỏ đen. Đấy, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ. Táp lô táp ly cánh cửa anh em nhé. Đấy, đây là phần keo chỉ của xe này. Keo chỉ của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy, đây là phần keo chỉ đây. Đấy, đây là phần ghế da đằng trước này. Đấy, ghế da thì rất sáng bóng sạch sẽ, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, không hề rách lưới anh em nhé. Đấy, trang bị màu đỏ đen. Đấy, đây là phần bô lăng này. Đấy, bô lăng của xe này, quả số này, phanh tay này. Đây là phần táp lô này. Đấy, táp lô đã được trang bị thảm trải này. Xe rất cứng xe. Đấy, đây là chiếc Hyundai i10 sản xuất 2014, nhập khẩu Ấn Độ anh em nhé. Đấy, đây là phần cột kèo của xe. Mình cam kết với anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước này. Đây này, cột kèo nó vẫn còn zin nguyên này. Đấy, đinh bấm của nó anh em này. Đấy, đinh bấm nó vẫn còn này, zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ anh em nhé. Đấy, đây là chỉ của xe này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok, táp lô táp ly vẫn nguyên bản theo xe. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man, đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2020 này. Đấy, đăng kiểm dài miên man luôn. Đây là phần trần của xe này. Đấy, lóc của xe đấy. Đây, đây anh em xem cảm nhận. Đấy,
tích hợp xi nhan bên sườn này, hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau này. Đấy, hai cụm đèn pha và hai cụm đèn gầm này. Đấy, anh em xem. Đây chiếc Hyundai i10 nhập Ấn, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 242 triệu đồng, 242 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập Ấn. Vâng, đây là phần hốc bả lè này. Đấy, hốc bả lè này. Đấy, bật lên xuống này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó hoạt động vẫn ok. Đấy, táp lô, táp ly này. Đấy, khá là đẹp luôn. Anh em xem và cảm nhận anh em là đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị. Đấy, đây đấy, đinh bấm của xe này. Đấy, đinh bấm rằng giật nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, ốc bản lề này. Đấy, chiếc xe màu bạc anh em nhé, màu bạc xịn anh em nhé. Đấy, không đổi màu, không đâm va, không ngập nước. Mình cam kết với anh em zin cả xe. Đấy, ghế da thì trang bị màu đỏ đen. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. Anh em mà đúng chân mua chiếc mẫu xe này thì mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Đấy, đây là chiếc Hyundai i10 nhập Ấn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đấy, bô lăng khá là ok luôn anh em nhé. Đấy, bô lăng này. Bô lăng khá đẹp luôn. Và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Đấy, máy lổ anh em nhé. Đấy, máy lổ cực êm luôn. Đấy, điều hòa thì cực mát. Đấy, điều hòa cực mát luôn. Đấy, trang bị màn hình cam nùi đầy đủ rồi. Đấy, đây là phần xi nhan này, xi nhan này, xi nhan hai bên này. Đấy, phun nước gạt mưa này. Đấy, phun nước gạt mưa này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok anh em nhé. Đấy, trần 3D, trần 3D anh em nhé. Đây phần chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ anh em nhé. Đấy, đây là gương chiếu hậu này. Đấy, đây đèn trần anh em nhé. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn anh em nhé. Đấy. Đấy. Đấy, gương chỉnh điện anh em nhé. Đấy, vẫn hoạt động bình thường này. Đấy, anh em xem. Đấy, lên xuống sang ngang, lên xuống này. Đấy, đấy, kính lên xuống này. Đấy, hoạt động rất trơn tru. Rất trơn tru anh em nhé. Anh em là đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều được anh em nhé. Đấy, anh em xem mà cảm nhận anh em là đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc đến trực tiếp cửa hàng em, cửa hàng 1 ở km 11 cống Trắng Quán Toan ở Hải Phòng, cửa hàng số 2 là ở 173 đường Hải Triều, phường Quán Toan, cộng Hồng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng anh em nhé. Đấy, đây là hộp đựng đồ này. Đấy, hộp đựng đồ anh em nhé. Xe rất cứng xe. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và chạy em. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Đấy, âm thanh thì vũ trường. Đấy. Đấy, âm thanh vũ trường anh em nhé. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy, và sau đây em sẽ tiến vào phần máy cho anh em xem. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai i10 nhập Ấn sản xuất 2014 anh em nhé. Đấy, đây là chiếc phần tổng quan khoang máy của chiếc xe Hyundai i10. Đấy, máy lổ cực êm luôn. Đấy, máy cực chất anh em nhé. Này, máy không hề dỉ dầu này.
rất khô ráo sạch sẽ. Đây, anh em xem. Đấy, chiếc Hyundai 10 nhập ấn 3 máy anh em nhé. Đấy, máy 1.0. Đấy, máy thì rất khô ráo sạch sẽ luôn. Anh em là đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy. Đây, không phải làm bất cứ một cái gì anh em nhé. Đấy. Đấy, máy thì khá là ok luôn. Đấy, lớp lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, đây là phần ụ dàn sóc này. Đấy, đinh bấm nó vẫn còn là zin nguyên này. Đây là dây cô loa đang chạy. Đấy, máy cực êm luôn, rất khô ráo sạch sẽ. Máy lỗ không hề rung nắp anh em nhé. Đấy, êm phát luôn. Đấy, máy thì cực chất. Đấy, lỗ cực êm luôn. Vâng, đây là phần nắp capo của xe này. Đấy, lắp capo của xe anh em nhé. Đấy, lớp keo chỉ của nó này. Đấy, nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Đấy, đều tăm tắp luôn. Đấy, đây là phần nắp capo của xe này. Đấy, tổng quan khoang máy này. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở km 11 Cống Trắng, Quán Toan, Hải Phòng. Vừa quay tổng quan tổng thể một chiếc Hyundai 10 nhập ấn sản xuất 2014. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 242 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.